Xin kính chào anh em nhé. Báo giá nhanh cho anh em dàn xe mới về cửa hàng bên em. Chiếc Everest Sport 2021 nhập khẩu anh chị em nhé. Một cầu, số tự động, máy dầu. Chiếc này thì có giá chưa đến 900 anh chị em ạ. Chiếc Suzuki XN7 2022 vừa mới về đến cửa hàng luôn. Chạy có 2 vạn, rất mới luôn anh chị em nhé. Honda CRV bản 2.4 2017 anh chị em ạ. Thời điểm này thì xe anh chị mua thì rất là dễ dàng chạm tới rồi. Chiếc Hyundai Tucson máy dầu. Chiếc này sản xuất năm 2022 anh chị em nhé. Và chiếc này thì bên em đang có giá hơn 900. Máy dầu anh chị em ạ. Fortuner dầu sàn 2017 anh chị em nhé. Vừa mới về. Quý anh chị nhìn này. Rất đẹp luôn. Loanh quanh 700 thôi. Chiếc Kia Sorento sản xuất năm 2016 phun dầu. Đấy, 2016 phun dầu, rửa đèn cảm biến trước sau, đèn định vị 7 chỗ ngồi, máy dầu, đầy đủ option. Giá thời điểm này thì cũng chỉ loanh quanh 600 thôi anh chị em nhé. Chiếc Bado Sport 2019 máy dầu, số tự động, biển tỉnh, đăng ký 2022. Và chiếc này thì có giá loanh quanh chưa đến giá 700. Chiếc Fortuner máy xăng 2014 anh chị em nhé, biển Hà Nội. Bên em đang có sẵn đây. Chiếc Fortuner máy dầu số tự động 2019 anh chị em nhá. Đấy. Chiếc Mizuner 2021 và chiếc Toyota Fortuner máy dầu số 2022. Đấy, một dàn xe cho anh chị em. Ngoài ra có 4 chiếc bán tải bên em nữa. Chiếc Ford Ranger XNS 2021 2.2, chiếc BT 2015 2.2 luôn anh chị em nhá. Chiếc Toyota Hilux 2021 nhập khẩu luôn. Và chiếc Adventure 2 cầu 2021 anh chị em nhé. Đấy, một dàn xe nhỏ nhỏ xinh xinh nữa. Jazz 208 nhập khẩu cũng chỉ loanh quanh 2 đồng rưỡi thôi. Đấy, Vios G 2021, Kia Morning 2019, Kia Seato 2021 2.0 anh chị em nhé. Ngoài ra chiếc Innova 2006 số sàn, rất đẹp luôn, một chủ từ đầu biển Hà Nội. Và chiếc Elantra 2018 anh chị em nhé, 2.0. Và anh chị nào có nhu cầu quan tâm đến những dòng xe bên em thì cứ gọi điện cho bên em nhé. Cảm ơn anh chị quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị.